Và tiếp theo, cho phép chúng tôi xin được giới thiệu phần biểu diễn của Gia Thuận, là một chàng trai đã tiến bộ rất vượt bậc trong cuộc thi lần này và hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những phần biểu diễn thật là hay. Và xin mời Habanera đến từ Gia Thuận. Xin được cảm ơn Gia Thuận rất nhiều.